Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây, hãy cùng điểm qua những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Thông tin từ phóng viên được biết từ văn phòng khẩn cấp của chính quyền tỉnh cho biết, tính đến 17 giờ chiều thứ tư vừa qua, lượng mưa lớn và thời tiết bất thường đã khiến 29 huyện trong tỉnh Quý Châu bị ngập lụt. Thiên tai do gió và mưa đá đã làm cho 1,3608 triệu người bị ảnh hưởng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 272 triệu nhân dân tệ. Theo số liệu báo cáo về văn phòng khẩn cấp tỉnh từ khắp nơi trên cả nước, tính đến 17 giờ chiều thứ tư có 29 huyện của tỉnh Quý Châu đã chịu ảnh hưởng lũ lụt, gió giật và mưa đá, với 1,3608 triệu người bị ảnh hưởng, 27 người chết và 11 người mất tích, 173 người bị thương và ốm đau, 10.021 người phải di chuyển và tái định cư khẩn cấp, 47.000 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó 7.742 hecta bị hư hỏng, 2.150 ngôi nhà của 684 hộ dân bị tốc mái và 12.800 ngôi nhà bị hư hại. Thiệt hại kinh tế trực tiếp do thiên tai gây ra là 272 triệu nhân dân tệ, trong đó thiệt hại về nông nghiệp là 167 triệu nhân dân tệ. Mái tòa nhà chính phủ ở thị trấn Ha Hai, Quý Châu bị sét đánh thủng ba lỗ. Chiều hôm thứ Tư, trong cơn mưa lớn dông lốc đã ập vào tòa nhà văn phòng chính phủ nhân dân thị trấn Ha Hai, thành phố Du Jun, chọc thủng ba lỗ tròn trên mái và làm hư hỏng hơn 20 thiết bị điện. Theo Chu Lôi, phó thị trưởng chính quyền thị trấn, vào lúc 16 giờ 47 phút chiều hôm thứ Tư, khi trời đang mưa to, một tiếng sấm đinh tai vang lên, đánh vào ngói xanh và xà nhà trên mái của tòa nhà chính quyền thị trấn, làm vỡ nát tấm xi măng, bị thủng ba lỗ tròn, tòa nhà bị mất điện ngay lập tức. Theo thống kê sơ bộ, hơn 20 thiết bị điện như máy tính, TV, máy photocopy và hệ thống phát sóng trong tòa nhà và các đơn vị xung quanh và cư dân đã bị hư hỏng, thiệt hại kinh tế gần 100.000 nhân dân tệ. Cùng ngày, các điều tra viên từ Trung tâm chống sét và giảm nhẹ thiên tai của Cục Khí tượng tỉnh Kiềm Nam đã khẩn trương đến hiện trường để điều tra. Nguyên nhân phân tích sơ bộ là do tòa nhà văn phòng nằm ở lưng chừng núi nên điện trở xuất của đất thay đổi rất nhiều và các tòa nhà cao. Ngoài ra, tòa nhà không có thiết bị chống sét, điều này gây ra lực cơ học mạnh do sét đánh vào nhà và sau đó làm hỏng các thiết bị điện trong nhà. Được biết, trước đó trên toàn tỉnh đã xảy ra 2 lần sét đánh, lần còn lại vào lúc 23 giờ 50 phút đêm hôm thứ Hai, La Chính Hoa bị sét đánh chết tại nhà. Còn tại An Thuận, lũ lụt tàn phá khiến 740.000 người bị ảnh hưởng. Tờ tin tức đưa tin, kể từ hôm Chủ nhật do mưa lớn liên tục, các quận và huyện của thành phố An Thuận đã phải hứng chịu thiên tai lũ lụt ở các mức độ khác nhau, trong đó quận Tây Tú, khu phát triển, quận Tự trị Tử Vân và quận Bình Bát đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong trận lũ lụt này, có tổng cộng 745.100 người bị ảnh hưởng ở An Thuận, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 155,69 triệu nhân dân tệ. Tại đường Quý Tân đã xảy ra lở đất làm cho hàng nghìn phương tiện mắc kẹt. Theo tờ báo của địa phương cho biết, mưa lớn trong vài ngày qua đã gây ra sạt lở đất nghiêm trọng ở một số đoạn của đường cao tốc Quý Tân - Đông Sơn và một số cây cầu trên quốc lộ chịu tác động của dòng chảy lũ cũng đang gặp nguy hiểm. Cảnh sát giao thông khuyên tài xế chuyển hướng. Vào lúc 2 giờ sáng thứ Năm, do mưa lớn trong nhiều ngày, một trận lở đất quy mô lớn đã xảy ra tại 232 km đường cao tốc Quý Tân, làm gián đoạn hoàn toàn giao thông trên đoạn từ Thượng Từ đến Hạ Tư ở Đô Sơn, Quý Tân. Đường cao tốc đang được khắc phục sửa chữa. Theo bộ phận cứu hộ, sẽ mất ít nhất 5 ngày để khôi phục giao thông. Hiện toàn bộ phương tiện lưu thông trên đoạn tuyến này được phân luồng từ quốc lộ 210. Tuy nhiên, con đường trên quốc lộ 210 không chỉ hẹp mà một cây cầu giữa Thượng Tứ và Hạ Tư trên quốc lộ 210 đã bị nứt. Các phương tiện hạng nặng khó có thể đi qua. Đến chiều thứ Năm, hàng nghìn phương tiện bị mắc kẹt trên quốc lộ Quý Tân và quốc lộ 210. Lữ đoàn số 4 của Cảnh sát Giao thông Quý Tân đề nghị tất cả các phương tiện và tài xế trên đường cao tốc Quý Tân sắp đi vào nên được chuyển hướng. Hiện tại, Lữ đoàn số 4 của Quý Tân đã cắm 2 biển cảnh báo, lần lượt được đặt tại trạm thu phí Tân Trại và cách xa lộ Quý Tân tại 192 km, nhắc nhở các phương tiện đi qua chuyển hướng. Thưa quý vị, hôm qua, Văn phòng Tổng cục Phòng chống lũ lụt, hạn hán và phòng chống gió của tỉnh Quảng Đông cho biết rằng kể từ hôm Chủ nhật đã xảy ra mưa lớn ở các khu vực khác nhau của tỉnh, gây ngập lụt ở một số khu vực của Triệu Khánh, Mậu Minh, Trạm Giang và các thành phố khác. Theo số liệu thống kê của Văn phòng Ba phòng chống cấp tỉnh, 2 quận và 10 thị trấn ở Mao Minh đã bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, với dân số 75.000 người và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 39 triệu nhân dân tệ. Trong đó, diện tích hoa màu bị ngập 44.900 ha, cây lương thực 11.300 ha, cây kinh tế 30.000 ha, ao, đập nuôi trồng thủy sản 2.500 ha bị cuốn trôi, 16 tuyến đê bao bị hư hỏng, với chiều dài 3,87 km và 32 tuyến kênh, đê dài 6,5 km, có 25 cống, 37 đập dâng và 12 trạm bơm tưới.
52.500 hecta cây trồng bị cuốn trôi ở thành phố Ngũ Xuyên, Trạng Giang, một số khu vực ở thành phố Triệu Khánh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Một trận lở đất xảy ra ở đoạn thành phố Cao Giao của đường cao tốc Quảng Châu, khối lượng sạt lở gần 600 mét khối. Con đường từ Quảng Châu đến Triệu Khánh bị phong tỏa, một nhà cửa bị sập, trang trại gà bị hư hại. Khoảng 100 hecta đất nông nghiệp ở ngôi làng thứ 3 của thị trấn Mộ Cương, huyện Duẩn Châu và một số ngôi làng ở thị trấn Hoàng Cương cũng bị ngập nước. Rất may không có thương vong nào được báo cáo tại các khu vực nêu trên. Sáng hôm qua, khu vực Trạm Giang phía Tây Quảng Đông có một trận mưa lớn, khiến một số đường phố ở quận Hạ Thiện, thành phố Trạm Giang bị ngập lụt, phần nằm gần mép sông đường phố biến thành sông, nước ngập đến thắt lưng và hậu quả là nhiều phương tiện bị chết máy. Giao thông khu vực này bị gián đoạn khoảng 5 tiếng đồng hồ. Phải đến gần trưa khi nước rút mới lưu thông trở lại bình thường. Sáng hôm đó, một số trường học ở quận Hạ Thiện buộc phải tạm dừng các lớp học. Theo Cục Khí tượng địa phương, trong 3 giờ trước 9 giờ sáng hôm đó, lượng mưa ở hầu hết các khu vực của Trạm Giang đều đạt hơn 150mm. Những khu vực này trước đó bị hạn hán nghiêm trọng này đã giảm bớt hạn hán. Tại bán đảo Lôi Châu, bán đảo Sơn Đông, lượng mưa lớn gây lũ lụt ở một số khu vực từ thứ 7 đến thứ 3 do bị ảnh hưởng bởi các cơn bão nhiệt đới số 4 vào hôm thứ 5 và bão số 5 vào hôm thứ 6 vừa qua. Bán đảo Lôi Châu của Quảng Đông và bán đảo Sơn Đông đã trải qua mưa to đến rất to và mưa xối xả cục bộ. Theo thống kê, thị trấn Tăng Gia, thành phố Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông có lượng mưa tối đa 213mm trong 1 giờ, lượng mưa tối đa 739mm trong 24 giờ và lượng mưa quá trình tối đa 935mm, hơn 200 năm mới xảy ra một lần. Từ hôm thứ 7 tuần qua đến thứ 3 tuần này, lượng mưa trung bình ở thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông vượt quá 300mm. Lượng mưa trung bình ở Yên Đài và Thanh Đảo vượt quá 200mm, trong đó lượng mưa trung bình ở thành phố Văn Phong đạt 363mm, lượng mưa trung bình ở 5 quận vượt quá 300mm, lượng mưa lớn khiến lũ các sông suối ở hai nơi dâng cao, lượng nước tích trữ tại các hồ chứa tăng nhanh. Sông Nam Đô ở tỉnh Quảng Đông đã trải qua trận lũ vượt mức lũ cao nhất trong lịch sử và tần suất lũ vượt quá 100 năm. Do lượng mưa lớn, hồ chứa nước Đại Loan, một hồ chứa cỡ trung ở thành phố Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông có nguy cơ bị ngập 2 lần. Mặc dù các biện pháp khẩn cấp như đào thân đập để xả lũ đã được thực hiện nhưng đập tràn đã bị cuốn trôi nghiêm trọng. Sau khi hồ chứa hết nguy hiểm, chính quyền địa phương đã di rời trước những người dân bị đe dọa ở hạ lưu nên không có thương vong. Sông Đại Cổ Gia Hà ở Yên Đài, tỉnh Sơn Đông đã trải qua đỉnh lũ lớn nhất trong lịch sử là 2.970m³/giây. 39 hồ chứa lớn và vừa trong tỉnh đã vượt quá giới hạn lũ và 24 hồ chứa bị tràn. Lượng mưa đã làm tăng dung tích chứa của các hồ chứa vừa và lớn trên địa bàn tỉnh thêm 1,033 tỷ m³. Theo thống kê tính đến thứ ba, mưa lớn đã gây ra thảm họa ở một số tỉnh Quảng Đông và Sơn Đông, trong đó Trạm Giang và Mậu Danh ở Quảng Đông bị ảnh hưởng nặng nề. Tại tỉnh Quảng Đông, 1,165 triệu người và hơn 400.000 hecta mùa màng bị ảnh hưởng, hơn 3.600 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,34 tỷ nhân dân tệ. Tại tỉnh Sơn Đông, 251.400 người và 226.900 mô mùa màng bị ảnh hưởng, 357 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 272 triệu nhân dân tệ. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Để đối phó với lượng mưa lớn do cơn bão nhiệt đới này gây ra, Văn phòng Quốc phòng đã kịp thời tiến hành tham vấn phòng chống lũ lụt, đưa ra thông báo và thực hiện nhiều đợt triển khai công tác phòng chống mưa lũ. Tổng cộng 3 tổ công tác đã được cử đến Phúc Kiến, Quảng Đông và các nơi khác để hướng dẫn phòng chống bão lụt. Sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp lãnh đạo hết sức coi trọng, xuống tuyến trước chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Hiện tại, mưa do bão số 4, số 5 vẫn đang tiếp diễn ở một số khu vực. Ngành phòng chống lụt bão các cấp đang theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình mưa, bàn bạc, triển khai kịp thời, thực hiện tốt nhất công việc quốc phòng khác nhau. Ngoài ra, theo dự báo của Cục Khí tượng, trong vài ngày tới, ở Đông Bắc Trung Quốc, đặc biệt là Liêu Ninh và Cát Lâm, sẽ xuất hiện quá trình mưa lớn. Để làm tốt công tác quốc phòng, hôm nay Bộ Quốc phòng đã cử một tổ công tác đến Liêu Ninh và Cát Lâm để hỗ trợ và hướng dẫn công việc. Kính thưa quý vị, trong những ngày gần đây, lượng mưa lớn liên tục trên diện rộng đã xảy ra ở phía Nam sông Dương Tử, Nam Trung Quốc và Tây Nam Trung Quốc. Một số khu vực đã phải hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng. Bộ Tư lệnh Quốc phòng đã đưa ra phản ứng khẩn cấp 3 cấp độ và Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia đã đưa ra phản ứng khẩn cấp 4 cấp độ đối với các thảm họa ở Quý Châu và Hồ Nam, đồng thời cử các nhóm công tác đến các khu vực bị lũ lụt. Cho đến nay, trận mưa lớn diện rộng đầu tiên trong năm nay ở một số tỉnh phía Nam đã khiến 55 người chết và 25 người mất tích ở Quý Châu, Hồ Nam, Quảng Tây, Giang Tây và các tỉnh, khu vực khác. Theo tin tức mới nhất từ Đài Khí tượng Trung ương, trong ngày hôm qua, một số khu vực thuộc Trung và Nam Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Tây Nam Quý Châu đã có mưa lớn. Một số khu vực có mưa dông lớn và thời tiết đối lưu mạnh như ngắn hạn, dông bão, gió mạnh hoặc mưa đá. Vào khoảng 14 giờ ngày thứ 6, thành phố Nam Sương,
tỉnh Giang Tây bị sét đánh, mưa xối xả chút xuống, cả thành phố lập tức bước vào đêm giữa ban ngày. Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây đã khẩn cấp phát tín hiệu cảnh báo sét màu cam để nhắc nhở người dân chú ý đề phòng thiên tai sét đánh. Tân Hoa xã, Nam Dương cho biết, kể từ tối ngày thứ Tư, sấm sét mạnh, mưa lớn, gió mạnh và thời tiết đối lưu mạnh tiếp tục xảy ra ở miền Trung và miền Bắc Giang Tây, một số khu vực đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cục Dân sự và Kiểm soát Lũ lụt tỉnh Giang Tây nói rằng theo thống kê mới nhất, tính đến 20 giờ ngày thứ Sáu, quá trình thời tiết đối lưu mạnh mẽ này đã gây ra thương vong nghiêm trọng ở Thượng Nhiêu, Nam Sương, Trấn Cảnh Đức, Tế An, Nghi Xuân và các nơi khác ở tỉnh Giang Tây. Trong đó có 32 người chết do sét đánh, 5 người chết vì sập nhà do dông lốc và gió giật mạnh. Cục khí tượng dự đoán rằng sấm sét mạnh và mưa lớn ở miền Trung và miền Bắc Giang Tây sẽ tiếp tục cho đến thứ Bảy. Hiện tại, chính quyền các cấp ở Giang Tây đang nỗ lực hết sức để thực hiện công tác cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai, thực hiện công tác cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai, thực hiện... Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới. Thiên nhiên đã nổi giận, đại họa đang đổ lên đầu chính quyền ông Tập, khiến cho gần 1 tỷ người dân vô tội gánh chịu thay chính quyền của ông ta. Điều này thật quá đáng thương cho người dân Trung Quốc. Bão lũ âm âm thêm mưa đá quần thảo Trung Quốc, ngày tận thế đối với con sông hạ lưu đập Tam Hiệp, khiến cho thủ đô Bắc Kinh và một số tỉnh miền Nam như Quảng Đông, Quảng Tây giáp danh với biên giới Việt Nam hoàn toàn thất thủ. Theo cơ quan dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, bão lũ vẫn tiếp tục âm âm dội từ trên cao xuống các tỉnh miền Nam Trung Quốc, khiến cảnh tượng vừa gặp như lũ quét đường xá, cầu cống bị hư hỏng, phá hủy hệ thống điện quốc gia của Trung Quốc bị đứt mạch, sân bay, nhà ga, bến cảng của Trung Quốc đều chìm trong nước lũ. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc và các tờ báo lớn của nước này không đăng tải về những trận mưa to, gió lớn, những trận động đất sóng thần, những trận mưa đá trong những ngày vừa qua, lũ cuốn ô tô, xe máy trôi lênh láng như cá bơi dưới dòng sông. Mưa lớn tiếp tục diễn ra ở phần phía nam của đại lục. Một nhà máy thủy điện ở Hoa Giang, Quảng Đông bị vỡ bờ và lũ lụt bao vây thành phố. Mực nước sông Đông Giang dâng cao bởi mưa lớn, lũ lụt và lở đất ở nhiều nơi thuộc tỉnh Quảng Tây. Những điều trên đã làm cho người đứng đầu chính phủ Trung Quốc Tập Cận Bình vô cùng bức ruột. Tuy nhiên, ông ta không làm gì được trước thảm họa đến từ thiên nhiên. Đúng là xây nhà 3 năm nhưng phá chỉ có 1 giờ. Chính quyền ông Tập giờ chỉ biết hối hận và sám hối, ngồi cầu nguyện cho thiên nhiên ngừng ra tay trừng trị Trung Quốc. Nhưng điều này quả thật là khó khăn, bởi vì tội ác của Trung Quốc gây ra thật không hề nhỏ. Nên bây giờ, người làm thì trời phạt mà thôi. Nhưng điều đáng nói ở đây là ông trời đã quá nặng tay khi trừng trị Trung Quốc. Bởi nếu chỉ ra tay với các quan chức trong hệ thống chính quyền ông Tập Cận Bình thì rất là tuyệt vời. Nhưng ở đây lại làm cho những người dân vô tội Trung Quốc sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Lũ lụt, lũ quét, động đất, sóng thần, núi lửa liên tiếp diễn ra trong những ngày vừa qua, khiến cho gần 1 tỷ người dân của Trung Quốc phải đi sơ tán lánh nạn. Thưa quý vị khán giả, sau khi phía Trung Quốc bị ngập úng, lũ lụt, lũ quét, động đất, sóng thần, núi lửa xảy ra liên tiếp trong những ngày vừa qua, thì nhiều chuyên gia của quốc tế phân tích nói rằng chính quyền của Trung Quốc đã bảo thủ khi quyết định xây dựng các công trình mà lại không nghe theo các nhà khoa học cố vấn, không nghe theo những nhà nghiên cứu chuyên môn, nên tự ý quy hoạch thành phố, lấp kênh, phá rừng, xẻ núi, xây đập thủy điện làm biến đổi hoàn toàn hệ sinh thái thiên nhiên ở vùng đó. Lẽ tất nhiên, bắn vào thiên nhiên một viên đạn đại bác thì dĩ nhiên thiên nhiên sẽ trả lại bằng nhiều quả bom nguyên tử. Đây chính là thảm họa mà Trung Quốc đang phải hứng chịu, cái giá của Trung Quốc phải trả. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc chỉ đưa một bản tin ngắn gọn nói rằng vụ mưa lũ sạt lở sóng thần vừa rồi chỉ làm cho 20 người thiệt mạng. Nhưng trên thực tế, số người thiệt mạng của Trung Quốc lên đến hàng trăm ngàn người. Còn thiệt hại về kinh tế thì không thể đếm được bằng tiền. Thưa quý vị, theo các cơ quan chuyên theo dõi thiên tai lũ lụt hạn hán, sóng thần, động đất, núi lửa của Mỹ và Nhật trong những ngày vừa qua, ngày nào cũng đưa ra bản tin nói rằng thiên tai liên tục xảy ra đối với Trung Quốc. Chính quyền của Bắc Kinh đang kêu gọi hơn 26 tỉnh thành phía Nam và phía Đông của Trung Quốc đề phòng cảnh giác cao độ vì những trận mưa lớn kéo dài vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Mực nước ở hầu hết các con sông lớn bé của Bắc Kinh đều vượt ngưỡng báo động đỏ. Khả năng xảy ra vỡ đê ngập lụt toàn bộ những tỉnh hạ lưu sông Dương Tử là gần như 100%.
bởi vì từ đầu tháng tới bây giờ, thời tiết liên tục hoành hành ở nhiều vùng. Miền rộng lớn của Trung Quốc đại lục, đất nước đang có 1,4 tỷ dân này đang phải gánh chịu những trận đòn thấu xương đến từ thiên nhiên. Theo một thống kê mới nhất, thiệt hại vẫn chưa thể thống kê kịp thời, bởi liên tiếp trong những ngày vừa qua, hầu như các cơ quan ban ngành của Trung Quốc đều phải đóng cửa để đi sơ tán. Ước tính thiệt hại hiện giờ đã lên đến khoảng 30 tỷ đô la Mỹ. Đây là con số thiệt hại cao nhất trong lịch sử mà Trung Quốc đang phải gánh chịu. Thậm chí thiên tai vào năm 1945 ở 8 tỉnh Trung Quốc hồi đó chỉ bằng 3% thiệt hại của thời điểm bây giờ. Điều đó cho thấy rằng Trung Quốc đang đối mặt với vô vàn khó khăn và thử thách. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, Trung Quốc đã xảy ra tình trạng trên, tất cả đều do người đứng đầu chính phủ của Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình gây ra, bởi vì chính quyền ông ta trong thời gian dài vừa qua đã có những đường lối chỉ đạo hoàn toàn sai trái, đi ngược lại với quy luật của tự nhiên. Vậy sai trái ở đây là gì? Đó chính là việc Trung Quốc liên tục đi quấy nhiễu, quấy phá, hòng xâm chiếm Biển Đông, cướp bóc lãnh thổ, lãnh hải của các nước láng giềng xung quanh mình. Cùng với đó là sự tàn phá thiên nhiên, làm ô nhiễm môi trường, nhiều vấn đề khác xung quanh chúng ta nữa. Người tính không bằng trời tính. Do vậy, cứ để mọi chuyện diễn ra theo đúng quy luật tự nhiên và quy luật sinh tồn. Bây giờ thiệt hại đau khổ chỉ là những người dân vô tội Trung Quốc mà thôi. Người có tiền, có điều kiện thì sơ tán sang nước ngoài để trú bão, tránh động đất, sóng thần. Người không có điều kiện và con nhỏ, có người già đành phải trèo lên những ngọn núi cao hoặc trở về miền quê xa tít tắp để gánh nạn. Kính thưa quý vị khán giả, thiên tai liên tiếp giáng xuống Trung Quốc và con số dân thương vong đang liên tục tăng lên. Hơn 800 người thiệt mạng và hơn 270 người mất tích ở Trung Quốc trong những thảm họa thiên tai liên tiếp kể từ đầu năm đến nay. Theo truyền thông quốc gia đưa tin, vừa qua trong những khu vực miền Trung, miền Đông Bắc Trung Quốc bị lụt lội tấn công trong mùa lũ và bão lớn kèm theo lốc xoáy đã tàn phá tỉnh phía Đông Giang Tô, đã giết chết ít nhất 98 người. Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ cho hay, kể từ tháng 8 năm 2022 tới nay, đã có 1.074 người thiệt mạng vì thiên tai. Trong đó, chỉ tính riêng từ đầu tháng 12 đến nay, đã có 833 người thiệt mạng và 270 người mất tích. Còn trong tuần lễ vừa qua, mưa bão giết chết 164 người và làm cho 125 người mất tích. Cũng theo Bộ Nội vụ, tổng thiệt hại kinh tế cho thiên tai năm 2022 đã lên tới 298 tỷ nhân dân tệ, tức là hơn 44,6 tỷ đô la Mỹ. Với tổng tất cả khoảng 400.000 căn nhà bị tàn phá và 6,24 triệu dân cư phải di rời, tổng cộng hơn 31 triệu người đã bị ảnh hưởng vì mưa lũ. Trong khi đó, tình hình tại thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc đang trở nên vô cùng căng thẳng. Người dân nơi đây cáo buộc chính quyền tỉnh xả nước lũ từ hồ chứa trên thượng nguồn mà không hề thông báo. Hậu quả làm ít nhất 134 người chết và hơn 110 người mất tích. Tân Hoa Xã đưa tin, hình ảnh những thi thể trẻ em chết đuối được kéo ra khỏi vùng đất khiến công chúng nổi giận. Trong khi đó, cảnh sát địa phương sau đó lại khẳng định nguyên nhân thương vong lớn là cho vỡ đê sông Hoài. Trước phản ứng mạnh mẽ của người dân, chính phủ đã đình chỉ 5 quan chức Hình Đài vì thiếu hiệu quả trong công tác phòng chống lũ lụt và cứu hộ cứu trợ. Thị trưởng thành phố Hình Đài sau đó cũng công khai xin lỗi vì phản ứng chậm trễ. Bên cạnh đó, trên toàn tỉnh Hà Bắc đã có 130 người mất mạng và 101 người mất tích. Chưa dừng lại ở đó, dường như thiên tai đang bủa vây Trung Quốc ở khắp nơi. Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, một trận động đất có cường độ 5 độ Richter đã xảy ra vào lúc 21 giờ 47 phút tối qua ở huyện Tường Minh, tỉnh Tứ Xuyên. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, chấn tiêu động đất ở độ sâu 8 km. Được biết, tuy tâm chấn nằm cách Hồ Bắc Trung Quốc 1.000 km về phía Đông Bắc, nhưng với cường độ khá là cao như thế, nó cũng đủ để làm cho siêu đập một phen chao đảo. Chính quyền ông Tập Cận Bình đã vô cùng hú vía, như trên trời rơi xuống, chỉ cần tâm chấn dịch lên khoảng vài trăm km nữa thôi, có lẽ giờ này 700 triệu người dân Trung Quốc thuộc 6 tỉnh hạ lưu chân đập Tam Hiệp đã trôi dạt và chìm dưới Biển Đông. Điều đó đồng nghĩa 2/3 Trung Quốc sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Có thể khẳng định rằng nếu điều đó xảy ra, Trung Quốc 100 năm sau chưa chắc người Trung Quốc có thể ngóc đầu lên nổi. Thưa quý vị, trước đó vào lúc 10 giờ 38 phút theo giờ địa phương, Trung tâm Địa chất của Trung Quốc cho biết thành phố Hà Bắc của Trung Quốc cũng đã xảy ra trận động đất mạnh với cường độ lên tới 6,9 độ Richter. Tâm chấn nằm ở độ sâu 9 km và hiện tại vẫn chưa có thông tin chính xác về thiệt hại do trận động đất gây ra.
Tuy nhiên, người dân ở các khu vực xung quanh như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân đều cảm nhận rất rõ dư chấn của trận động đất này. Theo nhân chứng của người dân nơi này cho biết, nơi đây trong lịch sử đã từng xảy ra 3 trận động đất lớn với cường độ từ 4,3 đến 6,1 độ Richter và một trận động đất được cho là kinh hoàng nhất vào năm 1995. Khi đó, trận động đất đã có cường độ lên tới 7,9 độ Richter, khiến cho gần 169 người dân Trung Quốc bị mất tích. Và đó được cho là một điều cực kỳ kinh khủng cũng như là tồi tệ nhất. Hiện nó vẫn ám ảnh người dân ở nơi đây. Nhiều người đã tiếc thương cũng như là thông cảm cho sự không may mắn của những người dân xấu số Trung Quốc. Tuy nhiên, trước đó đã có những hiện tượng lạ, điềm báo xấu như quạ bay đầy trời, hàng triệu con châu chấu từ châu Phi bay qua 5 tỉnh của Trung Quốc. Bầu trời Bắc Kinh liên tục hứng chịu các đại thảm họa. Theo Trung tâm Nghiên cứu về Động đất Sóng thần Trung ương Trung Quốc cho biết, trong một vài ngày tới, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ còn xuất hiện thêm một trận động đất nữa. Và nếu như thời tiết cực đoan không chấm dứt, thì điều này rất có thể xảy ra. Và đứng trước những mối nguy hiểm và cấp bách kể trên, trung tâm này đã phát đi thông báo khẩn cấp tới chính quyền ông Tập Cận Bình và toàn bộ 1,4 tỷ dân Trung Quốc biết nhằm phòng chống những điều tồi tệ sắp xảy ra. Hiện giới chức Trung Quốc đang rất lo lắng, tuy nhiên họ không biết phải làm sao bởi vì họ không thể đánh bại trước sự nổi dậy trừng phạt của mẹ thiên nhiên và của đất, của trời. Kính thưa quý vị khán giả, Trung Quốc hiện nay đang phải đối mặt cùng một lúc với rất nhiều thảm họa và tai ương, từ dịch bệnh cho đến thiên tai, gieo gió thì gặp bão, vấn đề chỉ là đến trước hay đến sau mà thôi. Nhân quả thường đến muộn. Về kinh tế, Trung Quốc hiện nay đang dường như lao dốc xuống vực thẳm về các đòn trừng phạt chí mạng liên tiếp của Mỹ. Cùng với đó là dịch bệnh virus Vũ Hán đang phát tán trên toàn lãnh thổ Trung Hoa đại lục. Và mới đây nhất, Nhật Bản và Liên minh châu Âu EU cũng đã lên tiếng xác nhận rằng sẽ cắt hết mọi quan hệ làm ăn với Trung Quốc. Nhiều năm trở lại đây, Trung Quốc liên tục gặp tai họa từ thiên nhiên, nhất là động đất, dịch bệnh, mưa bão và lũ lụt, cháy rừng. Ngày nay, Bắc Kinh ngông cuồng luôn vỗ ngực xưng vương rằng Trung Quốc là trung tâm của thế giới, muốn như nào là như thế đó. Nhưng Trung Quốc đã nhầm to vì từ đầu năm đến nay, đất nước này luôn phải gánh chịu cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên, của đất và của trời bằng những trận bão và động đất cháy rừng. Thưa quý vị, Trung Quốc khủng mạnh đến đâu cũng không bao giờ một tay che trời thay đổi được quy luật của tự nhiên. Và nếu chính quyền ông Tập Cận Bình vẫn chưa biết ăn năn sám hối, vẫn còn mang tàu chiến đi xâm chiếm, bắn đạn thật và phóng tên lửa ở ngoài Biển Đông thì chắc chắn những tai ương vẫn còn tiếp tục giáng xuống Trung Quốc. Đó là ở hiền gặp lành, ở ác sẽ chuốc lấy sự khổ đau. Mang sức mạnh của một cơn bão lớn nhất, nơi mà cơn bão số 2 đi qua đều để lại cảnh tượng tan hoang khi sức gió ở vùng tâm bão là 250 km/h, giật lên tới 290 km/h. Mới đây, Reuters đã cập nhật thông tin mới nhất về cơn bão số 2 khi nó tràn vào Trung Quốc. Theo đó, kênh này cho hay siêu bão đã có dấu hiệu suy yếu sau khi đổ bộ vào Bắc Biển Đông hôm nay. Ước tính sức gió ở vùng tâm bão là 250 km/h, gió giật lên đến 290 km/h đã khiến hai con tàu hải cảnh cùng một giàn khoan siêu to khổng lồ của phía Trung Quốc mang tên Hải Nam 686 bị đánh sập và nhấn chìm ngoài khơi Biển Đông. Ngoài ra, hàng trăm tàu đánh cá của ngư dân Trung Quốc cũng bị cuốn trôi, khiến cho thiệt hại về người và của là vô cùng to lớn. Vụ việc trên một lần nữa làm rúng động giới chức Tập Cận Bình, khi chỉ trước đó cơn bão Bonbi cũng làm chìm tàu tuần duyên cùng tàu dân quân biển cỡ lớn của phía Trung Quốc. Hiện giới chức nước này vẫn chưa tìm thấy tung tích của những con tàu bị chìm trước đó, thì nay lại tiếp tục hứng chịu siêu bão mạnh nhất thế giới, bão số 2. Thông tin này cũng ngay lập tức được tờ báo Bưu điện Hoa Nam xác nhận và đưa tin trong sáng nay. Vào lúc 4 giờ ngày hôm nay, cơn bão số 2 siêu mạnh đã đổ bộ vào Biển Đông, sát quần đảo Hải Nam và đảo Phú Lâm ngoài khơi Biển Đông, gây ra sóng to, gió lớn dữ dội, tạo ra những cột sóng cao vút trời. Đã nhấn chìm hai con tàu hải cảnh, một tàu khảo sát địa chất và một giàn khoan siêu to khổng lồ, làm cho phía Trung Quốc thiệt hại vô cùng nặng nề. Kinh hoàng nhất là mưa to kèm theo lốc xoáy khổng lồ đã thổi bay nhiều tàu đánh cá của ngư dân nước này. Hiện giới chức cao tầng Bắc Kinh cũng điều hàng chục máy bay trực thăng cùng hàng trăm tàu biển cứu hộ, cứu nạn. Nhưng theo thông tin chúng tôi có được, vì siêu bão này quá mạnh cùng với những cơn lốc xoáy khổng lồ xuất hiện đã khiến cho hai chiếc máy bay cứu hộ cùng 5 tàu biển cứu hộ bị hút, khiến đội công tác cứu hộ phải nhanh chóng trở vào bờ vì không thể nào tiếp cận được.
Kính thưa quý vị, cơn bão số 2 được nhận định là cơn bão siêu mạnh, mạnh nhất nhì trên thế giới, đang càn quét ở ngoài khơi Biển Đông. Dự báo trong 24 giờ tới và sáng mai, siêu bão số 2 sẽ nạp năng lượng hướng thẳng vào miền Trung của Trung Quốc, khiến cho người dân Trung Quốc đang hết sức lo sợ. Ngoài cơn bão số 2 này là một cơn bão mới đã đổ bộ phía Philippines vào chiều ngày hôm qua. Theo thống kê sáng nay, ít nhất 7 người chết do mưa lớn và lở đất tại tỉnh Abay khi bão đổ bộ vào Philippines vào đêm hôm qua. Cơn bão mạnh nhất trong năm nay khiến cho hàng loạt ngôi nhà bị tốc mái, giật đứt nhiều đường dây điện và gây lũ lụt ở nhiều nơi, ảnh hưởng đến 31 triệu người. Dân địa phương phải mang thi thể một nạn nhân trong bão tại Khon Abatan, tỉnh Abay, Philippines. Các trận siêu bão từng được ghi nhận là Haisan vào năm 2013 và Megati vào năm 2016. Nhiều khu vực tại thành phố Manila, tỉnh Abay bị nước lũ nhấn chìm sau cơn bão số 2. Bão sau khi đổ bộ dự kiến rời lãnh thổ Philippines và hướng ra Biển Đông vào tối ngày hôm nay. Dự kiến bão này sẽ di chuyển thẳng về phía Bắc, hướng về đảo Đông Sa, Trung Quốc và Hoàng Sa của Việt Nam, sau đó sẽ đổ bộ thẳng vào Trung Quốc. Theo tính toán của Reuters, sức gió hiện tại đã có dấu hiệu tăng dần và trong khoảng 12 giờ đến 24 giờ tới có thể đạt 255 km/h khi tiến vào các vùng ven biển của Trung Quốc. Diễn biến của sự việc này ra sao, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, mời quý vị chuyển sang phần tin thứ hai có trong chương trình. Kính thưa quý vị khán giả, Biển Đông là cửa ngõ để thoát ra bên ngoài thế giới. Đất nước Việt Nam ta có những yếu tố quá thuận lợi cho việc thông thương khi chiều dài của biển chạy khắp từ Bắc vào Nam. Tuy nhiên, Việt Nam thuận tiện bao nhiêu thì Trung Quốc lại bế tắc bấy nhiêu. Hải quân Trung Quốc muốn thoát ra ngoài thế giới phần lớn phải đi qua lãnh hải của Việt Nam. Đó là điều mà Trung Quốc không bao giờ muốn phụ thuộc vào Việt Nam. Bởi vậy, người Trung Quốc luôn luôn nuôi tham vọng chiếm cho bằng được Biển Đông, biến Biển Đông thành ao nhà của mình. Người Trung Quốc với tài gian manh xảo quyệt của mình đã vẽ ra đường 9 đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò 9 đoạn, chiếm tới hơn 80% diện tích Biển Đông. Đoạn đường này thông qua một chiếc bản đồ cổ do họ tạo dựng, ép các nước có chung đường biên giới biển với Trung Quốc phải công nhận sự hợp tác. Tuy nhiên, các nước ASEAN ngoài Campuchia thì 6 nước còn lại đều không công nhận đường lưỡi bò này. Tòa án quốc tế ở Hà Lan cũng đã bác bỏ đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn gạt phăng tất cả luật pháp quốc tế và áp dụng luật rừng với các nước bởi cạnh mình là nước lớn có binh chủng hải quân mạnh nhất nhì trên thế giới. Nhiều năm nay, các nước ASEAN đã thua cuộc trong ván bài này bởi trong luật pháp ghi nhận nếu một trong 10 nước ASEAN không đồng ý thì 9 nước còn lại không thể hợp pháp. Vấn đề đường lưỡi bò 9 đoạn trên Biển Đông của Trung Quốc hôm vừa qua là lần thứ hai Thủ tướng Hun Sen Campuchia ủng hộ Trung Quốc trong cuộc họp thượng đỉnh ASEAN diễn ra tại Mỹ. Vì thế, Biển Đông đã dậy sóng giữa Hải quân Trung Quốc và Hải quân các nước ASEAN, nhưng cơ bản là Hải quân Việt Nam ta. Người Mỹ có thể là người thứ ba xen vào cuộc chiến ở Biển Đông để ngăn cản Trung Quốc. Đơn giản, Mỹ không chấp nhận cho Trung Quốc làm mưa làm gió trên Biển Đông. Ngoài hải phận 200 hải lý, tất cả các con đường tơ lụa trên Biển Đông là hải phận quốc tế. Trung Quốc không có quyền áp đặt tất cả các lệnh cấm tàu bè trên thế giới đi qua đó như cách Trung Quốc đã từng làm. Trung Quốc đã không có quyền ngăn cản các tàu bè các nước đi qua Biển Đông phải xin phép và nộp thuế cho Trung Quốc. Những căng thẳng về quan điểm, lập trường dẫn đến những cuộc chiến liên miên và lãnh hải của Việt Nam trên Biển Đông là trung tâm của các cuộc hải chiến. Kính thưa quý vị khán giả, chiến sự ở Biển Đông vẫn đang diễn ra ác liệt giữa Hải quân Trung Quốc và Hải quân Việt Nam. Có thể nói rằng Trung Quốc như phát điên khi tình báo Hoa Nam Trung Quốc khẳng định Việt Nam và Mỹ đã bắt tay nhau ký hiệp ước quân sự song phương. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc Trung Quốc tấn công các đảo đá và tàu thuyền Việt Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Tuy nhiên, còn rất nhiều yếu tố khác, trong đó có sự tác động rất lớn đến từ Campuchia. Chúng ta vẫn còn nhớ cuộc họp thượng đỉnh ASEAN diễn ra vào năm 2020 tại Singapore. Campuchia đã giúp Trung Quốc bằng cách ủng hộ đường lưỡi bò 9 đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông. Và lần này cuộc họp thượng đỉnh ASEAN diễn ra tại Mỹ. Campuchia lại một lần nữa khẳng định đường lưỡi bò trên Biển Đông là của Trung Quốc, dựa vào chiếc bản đồ cổ của Trung Quốc đưa ra. Người ta nói rằng Trung Quốc đã sử dụng Campuchia như một công cụ hữu ích khi chỉ cần một Campuchia bé nhỏ đánh bại 9 nước Đông Nam Á khác. Thế nhưng cái gì cũng có hai mặt, Trung Quốc sử dụng lá bài Campuchia được ví như con dao hai lưỡi. Người Việt Nam đã biết trước cuộc họp thượng đỉnh lần này Trung Quốc sẽ dùng Campuchia là con bài tẩy.
Trong khi đó, nếu 10 nước ASEAN có một nước không đồng ý thì coi như ASEAN đã không thể thắng được Trung Quốc về con đường lưỡi bỏ 9 đoạn mà Trung Quốc đưa ra trên Biển Đông. Vì vậy, Việt Nam đã chuẩn bị trước phương án mới mà Trung Quốc không bao giờ ngờ tới, đó là bắt tay hợp tác quân sự song phương với Mỹ. Một yếu tố khác khiến người Mỹ bắt buộc phải ra tay với Trung Quốc là Việt Nam đã để Mỹ khai thác tài nguyên chung trên Biển Đông. Như vậy, khi Trung Quốc lấn chiếm Biển Đông của Việt Nam, tức là đã động vào quyền lợi của Mỹ. Khi đó, Việt Nam chẳng cần lên tiếng, Hải quân Mỹ cũng đã ra tay với Trung Quốc. Đây là cách mượn đao giết người trong 36 kế sách của Tôn Tử, người Trung Quốc mà Việt Nam đã áp dụng. Cay cú bị Việt Nam qua mặt, Trung Quốc đã lưu loa Việt Nam là kẻ phản bội ăn cháo đa bát, lưu loa Việt Nam dẫn giặc vào nhà, xua đuổi người đem chí cốt của Trung Quốc ra khỏi nhà. Thậm chí người Trung Quốc không thiếu một danh từ nào để thóa mạ người Việt Nam khi 5 lần 7 lượt đe dọa Việt Nam phải xóa bỏ hiệp ước quân sự song phương với Mỹ. Kính thưa quý vị khán giả, Biển Đông xa cách đất liền, những sự kiện xảy ra ngoài biển nếu cả hai nước Trung Quốc Việt Nam không đưa tin thì rất khó ai có thể biết ngoài Biển Đông đang diễn ra điều gì. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao thời gian qua có rất ít tin tức về Biển Đông, trong khi đó chiến sự giữa Hải quân Việt Nam và Trung Quốc vẫn đang bùng nổ dữ dội. Trả lời câu hỏi này, chúng tôi xin đưa ra những lập luận dựa trên những bằng chứng thu thập được như sau. Từ ngày ông Tập Cận Bình lên nắm quyền bí thư, chủ tịch nước ngay từ năm 2012, Hải quân Trung Quốc được lệnh tấn công Hải quân Việt Nam trên khắp mặt trận nhưng cơ bản là mặt trận Biển Đông. Tuy nhiên, một chỉ thị của Tập Cận Bình nêu rõ ràng, chỉ tấn công ở cấp độ vừa phải và nhỏ, gặm nhấm từng chút một chứ không được cho nó bùng phát thành một cuộc chiến tranh lớn. Đây là chiến thuật gặm nhấm theo kiểu tầm ăn dâu của Trung Quốc, mỗi ngày lấn chiếm một chút. Quân đội Trung Quốc đã thực hiện đúng điều này, trong đó có binh chủng hải quân. Tập Cận Bình nổi tiếng là kẻ nham hiểm, Tập vừa ăn cướp nhưng lại vừa xây dựng thương hiệu một đất nước Trung Hoa yêu tự do, hòa bình, bác ái. Ông ta muốn cả thế giới nhìn vào đất nước Trung Quốc như một nền văn minh tinh hoa nhất thế giới để học tập. Nhiều nước đã lầm tưởng vì sự tuyên truyền của Trung Quốc. Chính vì lý do này, các cuộc chiến tranh Biển Đông giữa Hải quân Trung Quốc và Việt Nam đã bị Trung Quốc giấu nhẹm, không cho hệ thống truyền thông phát tin. Trong khi đó, người Việt Nam yếu hơn vẫn phụ thuộc vào Trung Quốc rất nhiều, nhất là về mặt hàng hóa. Phải công nhận rằng từ năm 1990 trở lại đây, khi hàng hóa hai nước thông thương thì Việt Nam ta phát triển mạnh mẽ nhờ hàng hóa của Trung Quốc. Việt Nam cũng không muốn mất đi một người bạn là người Trung Quốc, bởi cùng ý thức hệ Cộng sản. Trong quá khứ, Trung Quốc đã từng bỏ tiền bạc, công sức giúp đỡ Việt Nam suốt mấy chục năm để đánh thắng giặc Mỹ. Vì lý do này nên người Việt Nam cũng im lặng, không đưa ra những tin tức đang xảy ra ngoài Biển Đông. Theo hãng tin AP, vào ngày hôm qua cho biết, quân đội Trung Quốc đã cho nổ tung một con đê ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam để giải phóng nước lũ. Theo AP, quân đội Trung Quốc cho nổ đê ở thành phố Lạc Dương vào tối ngày hôm qua theo giờ địa phương, mục đích là giải phóng nước lũ đe dọa Hà Nam, một trong những tỉnh đông dân cư nhất của Trung Quốc. Động thái trên được thực hiện giữa thời điểm thành phố Lạc Dương, thủ phủ tỉnh Hà Nam, bị ngập lụt nghiêm trọng do các trận mưa xối xả, biến đường phố thành sông và một tàu điện ngầm chìm trong dòng nước lũ. Trước đó, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA xác nhận bão đã làm hư hại đê Lưu Hồng gần thành phố Lạc Dương, đồng thời cảnh báo nó có thể sập bất cứ lúc nào sau khi xuất hiện vết nứt dài 20 mét. Trong cùng ngày, đài CBTN báo cáo đê Guangxiyui gần thành phố Lạc Dương đã bị vỡ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố một số dòng sông đã vượt qua mức giám sát, một số đê đã bị vỡ trong khi một số tuyến đường sắt ngừng hoạt động và các chuyến bay bị hủy bỏ, gây thương vong và tổn thất tài sản nặng nề. Nỗ lực phòng chống lũ lụt đang trở nên hết sức khó khăn. Tính đến hôm qua, nhà chức trách tỉnh Hà Nam báo cáo 25 trường hợp tử vong do lũ lụt, trong khi 7 người vẫn mất tích, trong đó có 2 trẻ em. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin nước vẫn dâng cao ở nhiều khu vực của tỉnh Hà Nam trong bối cảnh mưa trút xuống không ngừng tại thành phố Củng Nghĩa, tỉnh Hà Nam. Theo tờ Thời báo Hoàn cầu đưa tin, người đứng đầu cơ quan khí tượng địa phương Zhao Zhebai bị nước lũ cuốn trôi nhưng may mắn được một người qua đường giải cứu. Lũ lụt lớn đã khiến một người chết, 2 người mất tích và 3.620 người phải sơ tán ở thành phố này do mưa lớn chưa từng có. Cơ quan kiểm soát lũ lụt và hạn hán Trung Quốc đã gửi một tổ công tác đến tỉnh Hà Nam, đồng thời kích hoạt mức cứu hộ khẩn cấp cấp 3. Hiện tại, khoảng 849 người đã được giải cứu và 1.500 người đã được sơ tán đến nơi an toàn. Kể từ lúc 7 giờ sáng ngày hôm trước, gần 200.000 người đã được sơ tán khẩn cấp ở thành phố Lạc Dương. Ít nhất 32 hồ chứa và vừa ở tỉnh Hà Nam đã vượt quá mức lũ giới hạn do lũ lụt nghiêm trọng.
Kính thưa quý vị khán giả, trong trường hợp khẩn cấp khi nước lũ dâng cao và bờ đê có thể bị vỡ bất cứ lúc nào, tất cả những chính quyền trên thế giới đều có thể đưa ra một lựa chọn phá một đoạn đê nào đó để làm giảm thiệt hại xuống đến mức thấp nhất. Biện pháp này đơn giản và khá hiệu quả nên rất được sự đồng thuận của người dân trong tâm lũ. Những ai là người ở tâm lũ đều biết rất rõ chuyện này. Mưa lũ ở Việt Nam gần như chỉ xảy ra ở miền Trung là chính, các tỉnh phía Bắc cũng lác đác xảy ra nhưng ít hơn và không ở cấp độ nguy hiểm. Tuy nhiên, các nước Trung Quốc, người hàng xóm kế bên của Việt Nam lại trải qua 28 năm chịu cảnh lũ lụt kinh hoàng. Có thể nói bắt đầu từ năm 1994 khi chính quyền Giang Trạch Dân cho xây con đập Tam Hiệp thì tai họa lũ lụt xảy ra triền miên. Điều mà người Trung Quốc lo lắng là lũ lụt tăng theo cấp độ số cộng, tính theo hàng năm, có nghĩa năm nay lũ lụt sẽ lớn hơn năm trước. Nguyên nhân chính là do con đập Tam Hiệp mà Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn gọi là niềm tự hào của dân tộc. Trong mấy năm nay, chính quyền Trung Quốc đã áp dụng kế hoạch phá đê để cứu lấy những khu vực quan trọng hơn. Tuy nhiên, chúng tôi phải nhấn mạnh rằng chẳng có nơi nào quan trọng hơn nơi nào ngoài thủ đô của nước đó ra. Bởi thủ đô là nơi tập trung tất cả những cơ quan đầu não quan trọng của quốc gia, còn lại là bằng nhau, bởi người dân ở tỉnh nào cũng giống nhau cả, ai cũng có một cái mạng. Vì thế, không thể nói rằng cứu tỉnh này mà hủy hoại người dân ở tỉnh kia. Dưới con mắt của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì người dân chưa phải là điều to lớn. Cái quan trọng nhất và to lớn nhất chính là những di sản văn hóa của Trung Quốc được UNESCO công nhận. Ông Tập Cận Bình đã nói điều này và ra lệnh cho chính quyền tỉnh Sơn Tây phải cứu hơn 50.000 di sản cổ vật, chứ ông ta không nhắc gì đến chuyện cứu người. Một vấn đề nữa thuộc về nhân cách của ông Tập là ông ta không cho quân đội thông báo trước chính quyền sẽ cho phá đê ở đâu, vào giờ giấc nào. Bởi vậy, sự kiện thiệt hại về người và của là vô cùng lớn. Nhiều người sẽ không tin chuyện này, nhưng đó lại là sự thật. Đơn giản là khi thông báo sẽ phá đê ở một quận huyện nào đó, thì người dân khu vực đó sẽ nổi loạn bởi chính quyền không thể đưa ra lý do chính đáng. Người dân sẽ đặt câu hỏi tại sao không phá vỡ ở đoạn này hoặc là đoạn kia, hoặc để tự nó vỡ. Và đương nhiên ông Tập và cả đảng của ông ta sẽ không có câu trả lời thích đáng cho người dân. Mưa lũ vẫn đang hoành hành trên đất nước tỷ dân, và người dân trong tâm lũ mới là những người thấu khổ cực nhất. Từ chuyện mưa lũ triền miên tất nhiên sẽ dẫn đến sạt lở đất và động đất. Hơn thế nữa, động đất lớn sẽ xảy ra sóng thần và gây tai họa không thể có cách cứu chữa. Thế giới có lẽ đã nhầm lẫn khi cho rằng đất nước Trung Quốc đang có nền kinh tế đứng thứ hai trên thế giới. Điều này là do những nhà kinh tế học dựa trên sách vở mà tính ra. Nó cũng giống như một ông quan chức nào đó ở Việt Nam nói rằng người bán vé số ở Việt Nam có thu nhập đến hơn 300 triệu đồng trên một tháng. Họ chỉ ngồi đó tính trên sách vở, chứ có đi sâu vào thực tế đâu mà biết. Bởi vậy, nhiều người trên đất nước giàu có thứ hai trên thế giới đang lâm vào cảnh chết đói, chết khát. Không ai biết lũ lụt cũng mang đến dịch bệnh, và người trong tâm lũ chẳng lấy đâu ra thuốc men để trị bệnh. Đây là một thực tế rất phũ phàng, đã được chứng minh qua một số video đăng chui trên mạng xã hội ở Trung Quốc. Kính thưa quý vị khán giả, cũng liên quan đến chuyện sống còn của con đập Tam Hiệp. Vào hồi năm ngoái, chính quyền Trung Quốc đã cho phá vỡ một đoạn đê để cứu người dân tỉnh Hà Nam. Cách làm này đúng và rất hay, nhưng vẫn bị cả thế giới phản đối kịch liệt. Tại sao họ lại phản đối như vậy? Đây là câu hỏi thắc mắc của nhiều người và được phóng viên của người Đài Loan trả lời như sau. Chính quyền Trung Quốc biết rõ là con sông Dương Tử không thể cứu chữa khi mực nước dâng quá cao. Sau mấy tháng trời mưa lũ, người dân đã bồng bế nhau rời khỏi quê hương đi lánh nạn, nhưng đã bị chính quyền Trung Quốc bắt đi tù về tội làm hoang mang lòng dân. Nói ngắn gọn, chính quyền Trung Quốc không cho dân di rời khỏi quê hương, ở đâu thì ở tại đó, bất kể người nào chỉ cần dọn đồ di tản là bị bắt bỏ tù. Đến khi nước dâng quá cao, bờ đê không chịu nổi sức công phá của nước, thì lúc đó chính quyền lại cho mìn nổ tung một đoạn đê, hy sinh tính mạng của hàng chục ngàn người dân. Đáng ra chính quyền Trung Quốc phải cho họ tùy nghi di tản trước khi đê vỡ, hoặc phải thông báo trước đó một ngày cho dân chạy khỏi nơi đó. Nhưng sự cố chấp cứ nghĩ rằng sẽ chống đỡ được và cầu mong ông trời không đổ mưa nữa, nên hậu quả cuối cùng gây ra thật là thảm khốc. Kính thưa quý vị khán giả, có lẽ khó có thể tin được đất nước Trung Quốc lại xảy ra nhiều tai họa như thế. Tính từ cuối tháng 12 cho tới nay, vào thời gian đỉnh điểm của những trận mưa lũ, tỉnh Phúc Kiến đã phải chịu đựng một trận sóng thần khủng khiếp cao lên 40 mét, tấn công cướp đi sinh mạng của hơn 20.000 người. Tiếp theo đó là hai trận động đất kép ở thị trấn Hua Jin trên bờ đê đập Tam Hiệp. Ngoài ra, ở nhiều tỉnh thành miền Trung và miền Nam cũng hứng chịu nhiều thiên tai khủng khiếp. Theo con số thống kê sơ bộ, chỉ qua gần một tháng mùa mưa, đất nước này đã chịu thiệt hại về số người
người chết và mất tích gấp 3 lần 3 năm trở lại đây. Tài sản bị thiệt hại cũng gấp nhiều lần so với hồi năm ngoái. Tuy nhiên, các cơ quan dự báo thời tiết, dự báo động đất, sóng thần vẫn cảnh báo sẽ còn nhiều thiên tai, thảm họa khác đang đợi chờ đất nước này ở phía trước. Thưa quý vị, vào trung tuần tháng 1 vừa qua, các nhà khoa học Trung Quốc đã có buổi thảo luận để tìm ra nguyên nhân những thảm họa đang xảy ra trên đất nước Trung Quốc. Đây là cuộc họp do tiến sĩ Yaxi Yao đề xuất và đã được Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng ý. Tiến sĩ Yaxi Yao là một người tài giỏi và được các nhà khoa học Trung Quốc rất sùng bái về những phát hiện khác của ông. Nhiều đề tài ông nghiên cứu thành công ngoài sức mong đợi của các nhà khoa học Trung Quốc. Tuy nhiên, ông không thiên về một đề tài như động đất, sóng thần, mưa lũ hay bất cứ đề tài nào khác. Nhà khoa học tài ba này nghiên cứu cả về người ngoài hành tinh, vũ trụ và các loại vũ khí mới. Người ta gọi ông là người ngoài hành tinh bởi chỉ số IQ của ông cao gấp 120 lần so với các nhà khoa học khác. Theo nhiều nguồn tin, một ngày ông chỉ ngủ có 3 tiếng, thậm chí có 2 ngày đêm ông không ngủ, nhưng đó vẫn hoạt động bình thường. Một điều giỏi nhất của nhà khoa học này là ông chịu sự chi phối của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tất cả những công việc của ông làm đều nghe theo sự chỉ đạo của ông Tập Cận Bình. Tài năng của ông khiến cho Tập Cận Bình và các quan chức Trung Quốc phải kính nể, khi 90% vũ khí mới của Trung Quốc đều do ông phát minh ra. Trong những năm trở lại đây, mưa lũ, bão lụt, triền miên cộng với các thiên tai, động đất, sóng thần khiến cho người dân Trung Quốc sống trong nỗi hoang mang cực độ. Đầu tiên, các nhà khoa học này khẳng định chỉ từ khi con đập Tam Hiệp được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 1994 cho đến nay thì thời tiết cực đoan mới xuất hiện ở Trung Quốc và đặc biệt là ở vùng hạ lưu sông Dương Tử. Điều này cho thấy tất cả những thảm họa kéo dài trong những năm qua do con đập này gây ra. Người Trung Quốc thì xét theo thuyết duy tâm, vì con người đã chống lại ý trời, bức dòng sông và thiên nhiên phải theo ý của con người. Nhưng các nhà khoa học đã gạt bỏ khả năng thuyết duy tâm ra ngoài. Bởi đối diện với Đảng Cộng sản Trung Quốc là đảng vô thần, không có bất cứ ý trời hay đất gì ở đây. Đập Tam Hiệp chứa 42 tỷ mét khối nước đã làm chậm nhịp quay của trái đất, chân đế lòng đất bị rỗng. Khi chính quyền Trung Quốc xây dựng con đập này đã lấy đi khoảng 500.000 tỷ mét khối đất đá, thời tiết cực đoan xuất hiện không theo mùa nên gây nên những trận mưa lớn kéo dài suốt dưới lòng đất rỗng và từ đó gây nên những trận động đất xung quanh con đập và kéo dài ra tỉnh Tứ Xuyên. Rãnh nứt Manila, còn được gọi là rãnh nứt vỏ trái đất, đã xuất hiện từ ngoài khơi biển Đài Loan, trải dài qua thành phố Phúc Kiến đến đập Tam Hiệp và thẳng ra đến thành phố Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên. Đây cũng chính là nguyên nhân gây nên những trận động đất ở ngoài khơi biển Đài Loan và tạo ra những cơn sóng thần khủng khiếp. Cũng phải nói thêm rằng, lý do đầu tiên là do nước dự trữ trong con đập Tam Hiệp quá lớn, gây nên khí hậu thay đổi nên mới có những trận mưa bão triền miên như vậy. Động đất, sóng thần cơ bản xảy ra vào ban đêm, vì ban ngày khi nhiệt độ lên cao, tích tụ nước nên mưa như chút. Ban đêm nhiệt độ hạ xuống thì đất đá mới bị sụt lở, tạo ra trận động đất và gây ra sóng thần. Nói tóm lại, không có cách nào khắc phục hậu quả này, trừ khi cho phá hủy con đập Tam Hiệp này đi, hoặc phải cho dân di rời khỏi vùng hạ lưu đập Tam Hiệp khi nước lũ lên cao. Nguồn tin từ nhà khoa học giấu tên tiết lộ, thông tin này khẳng định tiến sĩ Yaxi Yao đã gửi bản kết luận này nên ông Tập Cận Bình không dám đưa ra kết luận về khắc phục hậu quả. Mặc dù trong cuộc họp đó ông ấy đã nói rằng sẽ đưa tất cả bản kết luận này đến tận tay ông Tập Cận Bình, nhưng người giúp việc của tiến sĩ này đã nói rằng ông ấy đã cắt bớt phần khắc phục hậu quả vì sợ ông Tập Cận Bình nổi giận. Chỉ có cách như vậy ngôi vị của ông ấy mới giữ vững được, dù ông ấy không dám nói ra. Có một cách khác mà mọi người ngầm hiểu rằng chỉ cần đưa ra những nguyên nhân tại sao nhiều thảm họa xảy ra với người dân Trung Quốc thì ông Tập Cận Bình và đảng phái của ông ta sẽ tự nghĩ ra cách khắc phục nó như thế nào. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng ông Tập Cận Bình sẽ nhìn ra điểm mấu chốt của vấn đề nhưng vẫn bảo lưu ý của mình và của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đập Tam Hiệp là niềm tự hào của đất nước Trung Quốc bởi nó to lớn và hoành tráng nhất thế giới, dễ gì mà phá bỏ. Nếu phá bỏ thì khác nào tự thừa nhận với thế giới là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sai lầm quá lớn khi xây dựng con đập này. Tình hình mưa lũ, bão tố, phong ba, động đất sóng thần đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường trong suốt từ những ngày đầu năm tới nay. Vào sáng ngày hôm nay, chính phủ của Bắc Kinh đã bất ngờ phát lệnh sơ tán toàn bộ hơn 250 triệu dân của các thành phố lớn như Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy, Vũ Hán và Tứ Xuyên, vì những nơi này liên tiếp 3 trận động đất dữ dội gối đầu nhau xảy ra dưới lòng đất. Lệnh sơ tán ngay trong đêm đã được phát ra và toàn bộ 256.000 người dân sống quanh vùng hạ lưu con đập Tam Hiệp cũng như là con sông Dương Tử đã phải di chuyển gấp trong đêm lên những đỉnh núi cao hoặc lên khu vực cao hơn để tránh trú, hoặc có thể xuôi về Nam như tại Lào, Việt Nam để tránh trú.
với tâm chấn chỉ cách con đập Tam Hiệp khoảng 25 km. Cùng với đó là vào hôm qua, một con đê bao cỡ lớn ở sông Dương Tử bất ngờ bị vỡ, khiến cho tất cả các khu vực nằm quanh tuyến đê bao kể trên bị chìm trong biển nước. Gia súc, gia cầm, nhà cửa, đồ dùng trôi nổi theo dòng lũ, nhìn thật khủng khiếp. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, lượng mưa trong ngày hôm nay và một vài ngày tới tiếp tục tăng cao, làm cho nước lũ tràn về và nguy hiểm đang rình rập tới con đập Tam Hiệp, cũng như 17 tuyến đê bao quanh con sông Dương Tử. Còn Trung tâm chuyên nghiên cứu về động đất sóng thần của Trung Quốc đã phát đi một thông báo khẩn cấp, nói rằng 3 con đập quanh khu vực trên đang có biểu hiện bị vỡ. Đề nghị người dân cũng như các cơ quan ban ngành phải hết sức cẩn trọng, đề nghị mọi người hãy sơ tán khẩn cấp. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết hôm qua là một ngày cực kỳ đen tối với cả nước khi động đất sóng thần, lũ lụt, vỡ đê liên tiếp xảy ra trong cùng một ngày. Điều này đã làm cho nước lũ của các con sông Hoàng Hà, sông Dương Tử và sông Mekong tăng nhanh đột biến, buộc chính quyền của ông Tập ban bố tình trạng khẩn cấp trên mức báo động đỏ ngay trong đêm. Khẩn cấp yêu cầu người dân sơ tán lên những vùng núi cao hoặc sang các khu vực khác của các nước bạn để trú ẩn. Và nếu tình thế cấp thiết quá thì có thể nhờ cậy Việt Nam mở cửa khẩu biên giới để cho người Trung Quốc sang lánh nạn tạm thời một thời gian. Tuy nhiên, biên giới của Việt Nam vẫn được kiểm soát một cách hết sức nghiêm ngặt, cửa đóng, then cài luôn luôn được bảo vệ. Và những cái nơi phía dân Trung Quốc tràn sang đều được theo dõi bằng camera 24/24 giờ. Không phải Việt Nam không ra tay cứu giúp những người dân của Trung Quốc trong lúc mưa to, gió lớn, động đất sóng thần, mà Việt Nam lo ngại một điều rằng dịch bệnh COVID-19 vẫn đang bùng phát trở lại và có những diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc. Vì thế, qua lời phát ngôn của đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phát biểu trước cơ quan truyền thông báo chí, Việt Nam không thể mạo hiểm khi cho người Trung Quốc tràn sang, bất chấp mọi yêu sách, phải đóng chặt biên giới vì tình hình dịch bệnh Trung Quốc đang rất cam go. Hiện lũ ở thượng nguồn vẫn tiếp tục dồn dập đổ về hạ lưu, khiến nhiều tỉnh thành phía nam của Trung Quốc chìm trong biển nước. Cuộc sống của người dân vẫn trong cảnh màn trời chiếu đất. Nếu những ai chứng kiến tận mắt cảnh thiếu thốn về lương thực, thiếu thốn về thuốc men của hơn 200 triệu người dân Trung Quốc đại lục, chắc chắn chúng ta không kìm được nước mắt. Bởi trong những tháng vừa qua, người dân Trung Quốc đã nếm trải đủ mọi đau thương trên cuộc đời này. Tính từ tháng 12 năm 2022, dịch bệnh COVID-19 đã tái bùng phát và đang tàn phá nền kinh tế của Trung Quốc. Trung Quốc phải đóng cửa toàn bộ nhà máy, xí nghiệp, quán xá, nhà hàng, thị trường bị đắp chiếu. Cơ quan ban ngành và các công ty, tập đoàn thì bị niêm phong, thất nghiệp tràn lan. Sang đến năm 2023 này, dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa được khống chế ở Trung Quốc, thì mưa lũ, bão tố, phong ba, động đất sóng thần, lũ quét, sạt lở lại liên tục xảy ra, khiến cho người dân Trung Quốc không còn đủ sức để chống chọi lại với tất cả, khó khăn chồng chất khó khăn. Tuy nhiên, chính quyền ông Tập Cận Bình được cho là vẫn đang mải mê với những kế hoạch đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải các nước trong khu vực. Vì thế, lũ lụt họ cũng mặc kệ, vỡ đê, động đất sóng thần họ cũng không thèm quan tâm. Mối quan tâm lớn nhất của chính quyền ông ta bây giờ là lãnh thổ, lãnh hải, là tiền, là quân sự, là thế lực. Làm sao để Trung Quốc trở thành bá chủ thế giới vượt qua Mỹ? Nhưng hàng triệu người dân của Trung Quốc cho rằng nhiều lãnh hải, nhiều đất, nhiều tiền, quân sự mạnh thì để làm gì? Trong khi dịch bệnh và lũ lụt đang càn quét thì chính quyền ông Tập lại không quan tâm và lo lắng. Điều này đã khiến cho hơn 1/4 người dân của Trung Quốc đang bức xúc với chính quyền ông ta. Thưa quý vị, có một thông tin được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm đến tình hình lũ lụt, hạn hán của Trung Quốc. Ngày hôm qua, đài truyền thông phương Đông của nước này cho biết một tin được cho là khá rùng mình và xấu cho phía Trung Quốc khi con đập cỡ lớn của Trung Quốc đã cho xả lũ toàn bộ những cửa xả hoạt động 24/24 giờ. Đài phương Đông phía Trung Quốc cho biết hôm qua hồ thủy điện lớn nhất tỉnh đầu tiên trong vòng 100 năm vừa qua đã cho mở toàn bộ 11 cửa xả lũ nhằm ngăn chặn lũ lụt. Điều này cho thấy tình hình động đất sóng thần, lũ quét, sạt lở ở các tỉnh phía Nam Trung Quốc đang hết sức nguy hiểm. Đài Trung Quốc cho biết hồ thủy điện mang tên Tân Giang thuộc tỉnh Chiết Giang đã mở cửa xả lũ lần đầu tiên trong vòng 100 năm vừa qua khi mực nước trong hồ chứa vượt mức cho phép và được dự báo là còn tăng cao trong một vài ngày tới. Hồ thủy điện Tân Giang ở phía đông tỉnh Chiết Giang là dự án kiểm soát lũ quan trọng nhất ở thượng nguồn sông Tiền Đường, đã mở cửa xả lũ khi tình hình mưa lũ ở Trung Quốc tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường. Hồ thủy điện Tân Giang còn được gọi là hồ Quang Giao hay còn gọi là hồ Thiên Đảo nằm ở thượng nguồn sông Đường, con sông lớn nhất tỉnh Chiết Giang, được biết đến với mức thủy triều cao nhất trên thế giới. Theo tờ báo Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết, tính đến 19 giờ tối ngày hôm nay, mực nước của hồ Tân Giang đã đạt mức 108,5 m,
vượt quá mức dự trữ cho phép và mực nước trong hồ được dự báo sẽ tăng cao do mưa lũ lớn ở thượng nguồn đổ về trong một vài ngày tới. Do mưa lớn gây ra lũ lụt ở thượng nguồn tỉnh An Huy, mực nước trong hồ tăng nhanh và vượt mức cho phép. Tờ báo của Trung Quốc còn trích dẫn lời ông Jian, giám đốc con đập này cho biết dự báo thời tiết cho thấy mưa lớn sẽ kéo dài ở khu vực xung quanh hồ chứa lên tới 10 ngày tiếp theo, nguy cơ lũ lụt ngay cả khi nhà máy thủy điện chạy hết công suất. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định mở toàn bộ cửa xả để ngăn chặn lũ. Kính thưa quý vị khán giả, mưa lũ vẫn đang kéo dài ở đất nước Trung Quốc. Những cơn mưa lớn tầm tã không ngớt này chính là nguyên nhân gây nên những trận động đất kinh hoàng. Tuy nhiên, đó chỉ là theo cách nhìn của các nhà khoa học Trung Quốc. Những ngày qua xôn xao nhiều với những thông tin bí ẩn trước những dị tượng lạ thường. Chẳng hạn, trận động đất kép xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên và tín hiệu lạ từ phía chân trời. Đó là những tia ánh sáng xanh sắc nét hơn cả vận tốc ánh sáng liên tục xuất hiện nơi tâm chấn của vụ động đất. Một số người dân tỉnh Tứ Xuyên thoát nạn nhờ ra khỏi nhà trước đó để mang lễ vật ra ngoài trời cúng bái. Sau khi những tia sét quét qua quét lại nhiều lần, thì tiếp theo đó là hai trận động đất kép xảy ra. Trường hợp này người ta gọi là tín hiệu báo hiệu gần, nó thường xuyên xảy ra trước khi tai họa ập đến khoảng nửa tiếng. Những tín hiệu báo trước và thời gian được người Trung Quốc quan niệm là điềm gở, thường trước đó vài ngày, đôi khi cả 1 đến 2 tháng, tùy theo sự kiện lớn hay nhỏ. Khi đó, điềm báo trước cũng xảy ra tai nạn. Những kinh nghiệm quý báu đó của người cao tuổi được truyền lại cho con cháu để họ thoát qua những kiếp nạn không đáng có. Hiện tại, mưa vẫn như chút nước xuống đất nước này, nhưng tập trung nhiều ở miền Nam và miền Trung Trung Quốc. Tỉnh Hồ Bắc chính là tâm điểm của những trận mưa lớn vượt kỷ lục. Nó được người dân của cả thế giới quan tâm vì nơi đó có con đập Tam Hiệp. Chính quyền Trung Quốc vẫn làm ngơ với những gì con dân của mình đang phải chịu đựng. Họ có những sắc lệnh riêng, nhìn vào có vẻ đó là sự quan tâm của chính quyền đối với nhân dân. Nhưng thực chất họ chỉ muốn giữ gìn những di tích cổ vật để làm nổi tiếng thế giới. Đập Tam Hiệp không phải là di tích cổ, nhưng nó lại là niềm tự hào của Đảng Cộng sản Trung Quốc vì nó to lớn và hoành tráng nhất thế giới. Nhiều chuyên gia thủy lợi của Trung Quốc đã khẳng định con đập này không mang lại lợi nhuận như những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc nói. Thậm chí, từ ngày nó xuất hiện thì đã làm thay đổi khí hậu toàn cầu vì làm chậm vòng quay của trái đất. Cũng chính vì lẽ đó, thời tiết đã xoay chuyển chóng mặt và không đi theo một quy trình nhất định. Các nhà khoa học nói đó là thời tiết cực đoan. Vì vậy, đất nước Trung Quốc đã bị ảnh hưởng hậu quả nặng nề do chính con đập gây ra. Kính thưa quý vị khán giả, vào đêm hôm qua, Trung Quốc bất ngờ hứng chịu một trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng ập vào bờ đê đập Tam Hiệp, làm cho một nửa con đập này bị vùi lấp, khiến tình trạng vỡ đập đang đến rất gần. Sự việc xảy ra quá gấp gáp, khiến cho các lực lượng canh giữ con đập lớn nhất của Trung Quốc buộc phải báo động khẩn cấp, tức là báo động mức cao nhất. Theo thông tin chúng tôi vừa mới cập nhật được, tờ báo địa phương của Trung Quốc cho biết vào lúc 4 giờ 16 phút sáng ngày hôm qua, thì trận lũ ống trên bắt nguồn từ thượng nguồn sông Dương Tử kết hợp với lũ quét ở sông Hoàng Hà, sông Mekong dồn dập đổ về cùng một lúc sau những trận mưa to đến rất to, kéo dài, không có dấu hiệu chấm dứt. Tờ báo địa phương còn trích dẫn lời ông Xuyên, một người dân 63 tuổi đang sinh sống tại vùng hạ lưu con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp nói rằng, vào khoảng 2 giờ 15 phút rạng sáng ngày hôm nay khi màn đêm đang bao phủ ngoài trời, cảnh tượng mưa lũ, ngập lụt đang diễn ra, đường điện thì bị đánh sập. Người dân đang chìm trong giấc ngủ vội sau nhiều ngày đêm thức trắng hộ đê thì bất ngờ con đập Tam Hiệp báo động khẩn cấp. Camera ghi lại từ đỉnh núi trên cao chiếu xuống thấy những con lũ ống lũ quét đang ầm ầm ùn ùn từ thượng nguồn đổ về, khiến cho những con chim động vật núi rừng hoang dã phải cất tiếng kêu vô cùng hoảng hốt. Một lúc sau thì trời ơi, những cơn lũ ống lũ quét kể trên đã vùi lấp toàn bộ 3/4 con đập Tam Hiệp, làm cho các lực lượng cứu hộ cứu nạn của Trung Quốc phải căng mình chống đỡ. Ông còn nói tiếp, suốt từ đêm hôm qua đến tận bây giờ vẫn chưa khắc phục được sự cố lũ quét. Không những thế, một siêu vòi rồng bất ngờ xuất hiện hình thành lao tới càn quét bờ đê sông Dương Tử, khiến cho những khu vực gần con đập Tam Hiệp và con đê sông Dương Tử không khác gì sa mạc Sahara hoang tàn ở châu Phi. Tiếp tục câu chuyện, ông còn cho biết, tính đến ngày hôm nay, những cơn mưa to và rất to liên tục trút xuống những tỉnh thành phố nói trên. Và chắc chắn thiên tai năm nay sẽ đi vào lịch sử của Trung Quốc để cho những thế hệ sau biết được một sự thật rằng năm 2023 chính là một năm đại thảm họa, đầy đen tối đối với Trung Quốc. Bởi vì mới đầu năm thôi mà mưa lũ đã khủng khiếp đến như vậy. Tự hỏi những ngày tiếp theo vào mùa mưa bão thì sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Mưa lũ ở Trung Quốc đã ảnh hưởng tới khoảng 600 triệu người dân trên 28 tỉnh thành. Lũ lụt cũng cuốn trôi nhiều nhà cửa, ô tô, xe máy, đồ điện, TV và tủ lạnh, giường chiếu, hầu như tất cả đều đã trôi ra Biển Đông. Được biết, các tỉnh ảnh hưởng nặng nhất của Trung Quốc là tỉnh Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam và Tứ Xuyên. Tổng cộng đã có 393 người thiệt mạng và mất tích vì lũ lụt, và đây là một trong những tín hiệu cực xấu cho phía Trung Quốc. Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương của nước này cũng đã ra một cảnh báo mới rằng Trung Quốc tiếp tục hứng chịu những trận mưa to gió lớn trong những ngày tới, đặc biệt là những ngày đầu tháng 2 để phòng lũ quét, sạt lở và an nguy đến con đập Tam Hiệp. Thưa quý vị, theo các nhà chuyên môn chuyên theo dõi về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Trung Quốc cho biết nước này đã trải qua hơn một tháng vừa qua, cả ngày lẫn đêm sống trong bóng tối không có ánh dương, sự sống của mặt trời. Bởi vì bầu trời của Trung Quốc trong một khoảng tháng rưỡi đã liên tục u ám, đen xì, không có một ngày nào có mặt trời. Hơn 1,4 tỷ người dân của Trung Quốc nói rằng trong 40 ngày đêm vừa qua họ chỉ nhìn thấy nước lũ và cảnh tượng vỡ đê, vỡ đập xảy ra, chứ họ không hề nhìn thấy ánh sáng, ánh nắng của mặt trời. Mở mắt ra chỉ toàn nước và đồ đạc cũng bị nước lũ cuốn trôi, nằm trôi nổi. Ô tô đi trên nước và bơi trên nước có đến hàng triệu chiếc. Điều này cho thấy rằng Trung Quốc đang bị quả báo đến và Trung Quốc đang bị nhân quả báo ứng, đang bị mẹ thiên nhiên trừng phạt, đang bị đất và trời thay mặt thế giới giáng tội vì những tội lỗi mà ông Tập Cận Bình đã gây ra cho thế giới. Và hai hôm nay gây mưa lớn trên diện rộng khiến cho toàn bộ các khu vực rộng lớn của miền Nam Trung Quốc lại bị ngập chìm trong biển nước mênh mông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều khu vực hạ lưu sông Trường Giang. Theo Cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 2 ngoài Biển Đông, từ ngày hôm qua, lượng mưa lũ đo được tại lưu vực sông Trường Giang đã vượt mức năm 1998 và năm 2020. Khu vực này được các chuyên gia nhận định là chịu ảnh hưởng của lượng mưa cao nhất trong 60 năm trở lại đây. Theo South Morning Post đưa tin, từ một tuần qua, khu vực Đông Tứ Xuyên, Nam Hoàng Hải, Hoa Bắc Trung Quốc sẽ tiếp tục hứng chịu đợt mưa kéo dài tiếp theo giữa sự biến dị của thời tiết gây nên những đợt mưa lũ thất thường. Cũng theo Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc cho biết, từ ngày hôm nay giải mưa bắt đầu trải rộng từ miền Nam đến khu vực phía Nam, hạ nguồn sông Trường Giang gồm các tỉnh Quý Châu, Trùng Khánh, An Huy, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang có nơi mưa rất to lên đến 600mm. Mưa lớn bắt đầu những ngày đầu tháng khiến cho vùng phía đông của khu vực Tây Nam đến trung hạ nguồn sông Trường Giang bị ảnh hưởng hết sức nặng nề. Lượng mưa trung bình được ghi nhận tại khu vực này từ 220 đến 350mm. Riêng tại Vũ Hán, Kinh Châu và Hoàng Cương thuộc tỉnh Hồ Bắc xuất hiện lũ cục bộ, lượng mưa đã đo được lên tới 600mm, được ghi nhận là phá vỡ kỷ lục. Cũng theo tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, cơn bão này cũng đe dọa trực tiếp đến con đập Tam Hiệp lớn nhất của Trung Quốc, khiến cho con đập tiếp tục mở thêm 3 cửa xả lũ trực tiếp, đe dọa đến 600 triệu người dân của Trung Quốc đại lục. Để bây giờ, hàng triệu người dân của Trung Quốc phải gánh chịu hậu quả đau thương. Các nhà phân tích cho biết, hơn một tháng vừa qua, Trung Quốc không hề có mặt trời, thay vào đó là những trận mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần liên tục ập xuống đất nước này vì những tai họa do chính Tập Cận Bình và giới chức nước này gây ra cho nhân loại. Và giờ đây, ông trời kết hợp với mẹ thiên nhiên đang trút những cơn mưa giận dữ, giáng những đòn đau để trừng phạt những lời cảnh báo đến đất nước này, khiến toàn bộ người dân đại lục phải chạy tán loạn, đi tìm những nơi tránh trú trên những đỉnh núi cao hoặc chạy sang biên giới các nước, trong đó có biên giới giáp với Việt Nam của chúng ta. Ngoài ra thì diễn biến mùa mưa bão năm nay tại Trung Quốc rất dị thường, dồn dập tấn công toàn bộ 31 tỉnh thành của đại lục. Nhiều khu vực phải hứng chịu những cơn mưa to đến rất to, lặp đi lặp lại liên tục trong suốt hơn một tháng ròng rã vừa qua. Ngoài thiệt hại về người thì siêu bão còn phá hủy hàng ngàn nhà cửa của người dân. Những đàn gia súc cùng những vật dụng có giá trị như ô tô, tủ lạnh, TV cũng bị lũ cuốn trôi ra Biển Đông. Hàng triệu hecta hoa màu của người dân đại lục bị nước ngập, khiến cho người dân phải khốn đốn, đói khát nghiêm trọng. Hiện tại thì tình hình mưa bão ở Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trung Quốc còn đón nhận một tin cực sốc khi Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Nhà nước Trung Quốc, một cơn bão mới đang ở ngoài Biển Đông. Trong hôm nay vào khoảng 24 giờ tới, nó sẽ đổ bộ nước này. Nhiều khả năng nó sẽ mạnh dần khi đổ bộ vào đất liền, gây mưa lớn và gió giật mạnh. Thủ đô Bắc Kinh cũng như nhiều tỉnh thành khác của Trung Quốc sẽ tiếp tục bị lũ nhấn chìm. Và nếu như điều này xảy ra, con đập lớn nhất hành tinh mang tên Tam Hiệp sẽ tiếp tục mở thêm vài cửa xả nữa để xả nước.
bởi mực nước tại hồ chứa Tam Hiệp đã vượt qua mức báo động đỏ lên tới 15 tỷ mét khối nước, nguy cơ vỡ đập lên tới 100%. Hiện cơ quan cảnh báo động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở của Trung Quốc đã phát đi các thông báo khẩn cấp bởi tình hình hiện tại của Trung Quốc đang hết sức khẩn trương và cấp bách, ngàn cân treo sợi tóc. Kính thưa quý vị khán giả, miền Nam Trung Quốc vẫn đang tiếp tục có mưa lớn trong lúc thành phố Nghi Sơn, tỉnh Hồ Bắc đang xảy ra thảm họa lũ lụt. Vào 3 ngày trước đó, một thành phố khác giáp đập Tam Hiệp của tỉnh Hồ Bắc lại xuất hiện vòi rồng. Trong cùng ngày, Thượng Hải xuất hiện dị tượng đang trong thời điểm ban ngày nhưng trời bỗng nhiên tối sầm, mưa lớn không ngừng ở Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc xuất hiện vòi rồng. Gần đây, thời tiết tại Trung Quốc đại lục lại vô cùng bất thường, xuất hiện nhiều trận mưa to, gió lớn và thảm họa lũ lụt. Thành phố Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc vào 2 ngày trước đó xảy ra mưa lớn, khiến giao thông bị gián đoạn. Trong cùng ngày, tại thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc xuất hiện vòi rồng. Khoảng 7 giờ tối, đoạn đường gần thôn Sông Tiền bị vòi rồng tấn công, hàng chục cây to ven đường bị bật gốc. Nhiều nhà bị tốc mái, mái tôn bị thổi rơi xuống đất và biến dạng. Hiện trường trở thành một khung cảnh lộn xộn. Một số cơ sở nông trại ở gần đó và xe cộ cũng bị hư hại, tạm thời chưa có báo cáo về thương vong. Khi vòi rồng tấn công, bầu trời trong chốc lát biến thành âm u, mưa to, gió lớn phá hủy dây điện, gây chập điện. Gió lớn cũng thổi đổ lều lán, cây cối, biển chỉ đường, lượng lớn đồ vật bị cuốn lên bầu trời, có một số xe cộ bị hư hại. Hiện tại, dưới tiêu đề vòi rồng ở Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc, trên Weibo đã thu hút được 740.000 người xem theo dõi và bình luận. Trước đó, khu vực Nội Mông Cổ cũng xuất hiện vòi rồng khổng lồ. Kính thưa quý vị, kể từ khi bắt đầu được đề xuất vào những năm 1950, đập Tam Hiệp, dự án thủy điện lớn nhất thế giới, đã gây tranh cãi ở Trung Quốc và giờ đây đang đặt ra yêu cầu phải thanh tra các vết rạn nứt và những thiệt hại đến môi trường của nó. Mưa lớn đang hoành hành trên một nửa đất nước Trung Quốc, khiến một số chuyên gia thủy văn cảnh báo rằng với áp lực gia tăng, đập Tam Hiệp có thể vỡ và đe dọa hàng triệu người sinh sống gần đó. Theo báo cáo của chính quyền địa phương, từ đầu tháng, mưa lớn và lũ lụt trên diện rộng đã ảnh hưởng đến cuộc sống của ít nhất 11,2 triệu người tại 26 tỉnh thành trên khắp miền Trung và miền Nam Trung Quốc. Hơn 9.300 ngôi nhà đã bị phá hủy và 171.000 ngôi nhà khác bị tổn hại nặng. Thiệt hại tài chính đã vượt quá 24,1 tỷ nhân dân tệ, tức 3,4 tỷ đô la Mỹ. Kính thưa quý vị và các bạn, tại Thượng Hải, vào hôm qua, chính quyền liên tiếp phát cảnh báo sấm sét màu vàng, cảnh báo mưa lớn màu xanh lam. Đến 1 giờ chiều cùng ngày, trời đột nhiên tối sầm, sau đó mưa lớn ở Thượng Hải yếu đi thấy rõ. Đến 3 giờ chiều, chính quyền gỡ cảnh báo mưa lớn màu xanh lam, nhưng dự báo từ tối cho đến sáng ngày mai sẽ lại xuất hiện mưa lớn. Theo tìm hiểu, từ khi Thượng Hải bước vào thời kỳ lũ định kỳ trong tháng này đã xuất hiện 4 đợt mưa lớn, lượng mưa trung bình nhiều hơn thấy rõ so với các năm. Khu vực thành phố phổ biến gấp 3 lần trong tương lai vẫn tiếp tục có mưa dầm. Tình hình lũ trung và thượng lưu sông Trường Giang tiếp tục diễn biến xấu. Điều đáng chú ý là hiện tại thảm họa do mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn. Bộ Thủy lợi Trung Quốc dự tính trong 3 ngày tới nhiều tỉnh thành miền Nam vẫn sẽ có mưa lớn, cảnh báo cần nâng thêm một cấp. Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc từ lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu vàng. 13 con sông ở các nơi như Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quảng Tây có mức nước lũ trên mức cảnh báo. Dự tính trong thời gian từ 6 giờ sáng ngày mai đến 6 giờ sáng ngày tiếp theo, vùng Đông Bộ tỉnh Quý Châu, Bắc Bộ tỉnh Hồ Nam, Đông Bắc tỉnh Hồ Bắc, Đông Nam Bộ tỉnh Hà Nam, phần lớn tỉnh An Huy, tỉnh Giang Tô và Thượng Hải sẽ có mưa lớn. Trong đó, Đông Bắc tỉnh An Huy, Trung Nam Bộ tỉnh Giang Tô có mưa rất lớn, lượng mưa từ 100 đến 200mm ở một số khu vực nói trên kèm theo mưa nặng hạt. Lượng mưa lớn nhất lên đến từ 130 đến 250mm mỗi giờ, có nơi trên 370mm. Trang website của Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng cho hay, từ 6 giờ sáng ngày hôm nay cho đến 6 giờ sáng ngày mai, một số nơi thuộc khu vực Hoàng Hải Giang, Hoài Giang, Nam Tây Nam vẫn có mưa lớn đến mưa rất lớn. Bộ phận lưu vực các sông Trường Giang, sông Hoài, Thái Hậu, Chu Giang sẽ xuất hiện mực nước dâng cao. Thượng nguồn Thái Hồ, sông Hoài có khả năng xảy ra lũ vượt mức cảnh báo. Sông vừa và nhỏ ở một số khu vực xuất hiện mưa lớn có thể xảy ra lũ tương đối lớn. Trước đó, Bộ Thủy lợi Trung Quốc từng công bố miền Nam Trung Quốc từ tháng 12 đến nay đã trải qua 5 đợt mưa lớn. Tính đến ngày hôm qua, toàn Trung Quốc có 16 tỉnh thành lâm vào cảnh khó khăn do thảm họa mưa lũ, hơn 10 triệu người bị ảnh hưởng.
Kính thưa quý vị khán giả, mưa lũ đã xảy ra nhiều tháng nay ở Trung Quốc và tập trung nhiều ở các tỉnh miền Trung và miền Nam nước này vào những ngày qua, ngay sau khi người dân Trung Quốc đồn đoán về những dị tượng lại xuất hiện ở đập Tam Hiệp và ở rừng núi Vũ Hán. Một trận động đất và bão cát đã xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên chỉ trong vòng 3 phút đã khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng. Những thảm họa liên tiếp xảy ra sau đó đã khiến cho người dân nước này hoang mang tột độ. Chỉ hai trận vỡ đê thuộc tỉnh Sơn Tây và tỉnh Giang Nam xảy ra đã khiến cho 23.000 người dân Trung Quốc khác bị cuốn trôi. Hai con sông nổi tiếng nuôi sống người dân Trung Quốc hàng ngàn đời nay là sông Hoàng Hà và sông Dương Tử giờ đây trở thành cơn ác mộng của người Trung Hoa. Nhiều người dân Trung Quốc bây giờ sống theo thói quen của những tù nhân tử tù khi chọn giải pháp ngày ngủ đêm thức để phòng nước lũ ập về ban đêm. Bóng đêm chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với họ vì vỡ đê vào ban đêm trong lúc đang ngủ là thời điểm nguy hiểm nhất. Nhiều gia đình phải sắm những chiếc xuồng nhỏ, bột sẵn, cao su, vài ba lớp xung quanh mạn xuồng để nếu nước lũ tràn về họ có thể tự cứu sống mình bằng chiếc xuồng nhỏ đó. Tất nhiên biện pháp đó chỉ hữu hiệu khi nước lũ còn nhỏ, còn chuyện vỡ đê như ở Sơn Tây chìm đắm cả một huyện thành thì chỉ có ông trời mới cứu thoát.